Đồ gỗ Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6 năm 2018. Thì Luân xin trân trọng giới thiệu một số mẫu khay trà bằng gỗ chắc liền khối đã được thành Luân hoàn thiện xong phần mộc đang trưng bày tại Đồ gỗ Luân cơ sở 2 nằm tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, cùng một số mẫu ấm chén cũng như là các cái nọ tăm cũng như là gạt tàn bằng gỗ chắc. Toàn bộ được làm bằng liệu gỗ chắc đỏ của Việt Nam. Hết sức là quý hiếm và vô cùng là quý hiếm. Gỗ chắc đỏ chúng tôi đã đánh số từ 1 đến 4, 4 chiếc và cái số 1. Bây giờ tôi sẽ quay chi tiết từng chiếc một để cho khách hàng xem, để có nhu cầu sở hữu được từng chiếc cũng như là xem được chi tiết của từng chiếc một. Chiếc số 1 này có kích thước chiều dài nhất là 61 phân, rộng nhất là 36 phân và chỗ cao nhất là 8 phân rưỡi. Bằng gỗ chắc mỗi một cái này áng chừng nặng tầm khoảng gần chục cân, vẫn đang để nguyên để bọc chưa đánh chi. Khi khách hàng có nhu cầu mua liên hệ ngay với Thành Luân để chúng tôi cho đánh chi. Và cái số 1 này nó có một cái mắt là chúng tôi để nối miếng gỗ ở đây, vá miếng gỗ ở đây. Nó bằng gỗ liền khối. Bên dưới là một cái hình dáng gốc cây thế tự nhiên. Và được khay trà liền khối cũng cách đây độ khoảng mấy tháng chúng tôi mới cho ra mắt một số mẫu khay trà gỗ chắc liền khối nhỉ, nhưng mà số lượng có hạn nên là đã bán hết. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 6 năm 2018, Thành Luân tiếp tục cho ra mắt 4 chiếc khay trà gỗ chắc liền khối. Đánh số từ 1 đến 4 đây, chiếc số 1. Và đây là chiếc số 3. Chiếc số 3 kích thước 38 x 31, dày 9 phân. Chiếc này rất là gọn. Có thể để các bộ ấm chén mắt trâu vào để uống trà rất là đẹp. Và cái số 2 là chắc đen, màu hạt rẻ. Đục một ống phống ngồi bên trên, rất là hay. Rất là đẹp và ý nghĩa. Ông Phong đang ngồi ở trên cái khay trà thưởng chiếc trà đây. Cái khay trà này là màu hạt rẻ, màu sẫm. Đây là các cái ấm chén bằng gỗ chắc chúng tôi đang trưng bày đây. Và các cái này là cái chóe để lọ tăm cũng bằng gỗ chắc đỏ, rất là giá trị, liền khối. Và phía trên này là số 4. Số 4 có kích thước là 63 x 31 và cao là 13 phân. Tức là dài nhất là 63 phân và rộng là 31 phân và dày 13 phân. Các cái này nặng phải tầm hơn chục cân. Được làm chất liệu là gỗ chắc đỏ của Việt Nam, phần gốc cây. Gốc cây rất là bên trong là như một cái hang núi, rất là đẹp và thế tự nhiên. Thế gỗ lũa tự nhiên rất đẹp. Và đã được Thành Luân chế tác thành một cái khay trà trông rất là bắt mắt và rất là đẹp. Hàng hốc của vần vèo rất là đẹp để cái hang lũa tự nhiên. Chỗ này để chỗ thoát nước. Đây là cái chóe để tăm, rất là đẹp. Quý khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu ngay một trong 4 mẫu khay trà liền khối gỗ chắc đẹp như thế này, liên hệ ngay với Đồ gỗ Thành Luân qua số điện thoại là 0972 770 888 và 0967 110389. Đồ gỗ Thành Luân tại 2 cơ sở, tại cơ sở 1 ở đầu thôn Ngải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, và tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ngoài cái mẫu khay trà ra, Thành Luân còn sản xuất ra một loạt những cái hộp đựng trà bằng gỗ cẩm lai để trưng bày tại 2 cơ sở rất là nhiều. Bây giờ sẽ quay máy một lần nữa thật chậm để cho khách hàng xem được những cái khay trà bằng gỗ chắc liền khối này. Cái số 2 là có ống phỗng ngồi trên màu hạt rẻ chưa đánh chi, chưa hoàn thiện chi nên rất là đẹp. Cái số 2 này kích thước ở 57 x 21 x 14, dày 14 phân. 14 phân là tính chỗ dày nhất, chỗ ông đầu Duy Lạc đấy. Và cái này là gỗ chắc đỏ 38 x 31, dày 9, vần vèo rất là đẹp. Và toàn bộ là thế gỗ tự nhiên, không có can thiệp thêm tí màu sắc nào cả. Trong 4 cái này thì có 2 cái là to. Cái số 4 và cái số 1 là cái rất là to. 2 cái này rất to, số 4 và số 1. Số 4 này rất là nặng, nói chung phải tầm chục cân hơn chục cân. Vân vèo rất là đẹp. Đây là tôi vẫn đang để mộc chưa hoàn thiện. Khi hoàn thiện đánh chi lên thì nó đẹp như là các cái ấm trà này. Đấy, nó bóng vân nó nổi như cái ấm trà này. Rất là đẹp. Quý khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong những 4 mẫu khay trà gỗ chắc liền khối đẹp như thế này liên hệ ngay với Đồ gỗ Thành Luân để chúng tôi báo giá chi tiết từng chiếc một.
Hiện tại tôi đang có 4 chiếc. Nhân xin tạm dừng ở đây và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.